Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Danh Hề, Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra tro, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràng pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên thái giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm bạ, không thấy anh vui giỡn chơi với anh á. Chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy? Trời ơi, đâu phải thái giám đâu. Không phải hả? Ừ, anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi à. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ giám là dễ nhớ nhất. Thái giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Giờ ra đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không? Làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. À. Cái lương hồ quảng, hát bội, tân nhạc, cổ nhạc gì đó hả? Tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe phải không? Hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì? À. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. À, tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe. Giọng ngâm vàng đó. À. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy? Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết vậy tốn tiền nghe. Mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa? À. Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá, hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la làm sao không? Không mà, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không có được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ờ. Dạ, nè. Nói không tin làm tin à. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi. Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, trời. Chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Thôi, tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao dụng ngâm thơ qua bên đi. Trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không?
Trời, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không, nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? À. Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. À. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. À. Rồi anh chỉ lại tôi. À. Đó, anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. À, nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không? Dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Ờ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu hả? Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình hả? Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Đó. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng. Mưa nắng là chưa có tay. Lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay đâu chuẩn bị nè, ta có cái bàn tay. có bàn tay rồi, phải không? Có bàn tay rồi. tới anh bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi thế. cái chân cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý em mới có tóc. Bàn tay xanh xao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. Tới anh nè. Cái gì? Cái răng. Cái răng hả? Cái răng. Ờ, cái răng. Có răng hát đi. Có rồi. Hát đi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. Sao chừa một cái không chịu nhổ đi. Trời chứ để ơi, làm chi. Có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng. Bây giờ tôi đố anh hả? Họng ra coi. À. Cái lưỡi. Ha, có lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi. Có lưỡi thua hả? Về. Cái lưỡi. À, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, làm lại. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi. Xin đừng thương hại người ơi, vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười. Xin đừng đón đã gọi mời, vì tôi tình chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi. Tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đối gì mà ác ôn vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à. Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em. Thà như giọt mưa khô trên mặt duyên. Để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến. Nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng. Có lòng ăn hả? Bây giờ bắt đầu tới anh. Cái râu. Trời ơi, râu. Cái râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gườm người sang. Trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoan ngài vuốt râu cười. Đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi Linh ơi. Hay quá hay. Trời ơi. À, kiếm cái gì khó đố. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái gì? Cái lưng. Hát đi. Cái lưng hát đi. Có. Mình
có ba người vừa đứng nét đôi mươi, nhưng chiều mây cái lưng đồi tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng, có cái lưng đồi nha. Anh Giang ơi, lưng đồi chứ không phải lưng anh à. Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy. Hồi nãy anh không giao à, bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à. Cái mông, cái mông. Cái anh mông anh Giang anh, không có bà nào có mông nha. Không có mông thua. Anh Giang tôi không. Cái nè. Mông. Người lướt mây trời vào kiếp sống không trung, với một kẻ đi tìm vào sông nước mênh mông. Đâu rồi? Có mông rồi. Cái đó chơi anh Giang không chơi à. Sao anh Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à. Ai mới hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đầu vô làm chi? Thôi nó chơi, chơi với anh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật 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 vậy nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám. Không? Rồi, bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lines on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là dông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, thì chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc mọc sinh nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là dông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần chi đau khổ khổ đau, cùng nhau vui với Dân Sơn và Hoài Linh. Dạ, dạ, pháp sư còn... Nằm xuống! Con gái con lứa nằm vậy hả? Nằm đàng hoàng coi! Okay, vuốt ve lại! Sao vô nhà tự nhiên thầy pháp kêu nằm xuống nằm liền như ngu vậy trời? Đứng lên! Dạ, đứng! Đứng hai chân! Dạ, đứng à. Ủa đây đứng sáu chân và hai chân! Hai chân! Đứng hai chân! Dạ, hai chân rồi thầy! Nhảy đi, nhảy nhảy, tăng 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 Thế lại, tao lớn rồi. Ô. À, bệnh viện tâm thần mới thả ra hả? Dạ đâu có. Sao dạ. Vào trong này thè cả lưỡi ra thế? Đâu có đâu, tôi vô tới đây tôi kiếm pháp sư. Mà ông pháp sư ở trong, ông kêu tôi làm cái gì tôi phải làm vậy. Tại vì ông linh thiêng lắm. Anh là ai cho tôi gặp ông pháp sư được không?
Pháp sư à? Dạ, Trần Phiêu Diêu. Đây. Ủa, Pháp sư đây hả? Tôi là Pháp sư. Dạ, thấy không, mỗi lần Pháp sư bận màu đen mà hôm nay xanh dờn vậy. Dạ, còn tươi quá. Vẫn còn xanh tươi. Dạ. À, sao vào tự dưng thè lưỡi, thè đồ ra làm gì thế? Dạ, tôi đâu có biết đâu, thầy kêu tôi làm gì tôi làm vậy à, tôi ngoan lắm. Ồ, tôi có kêu bà đâu. Chứ nãy giờ thầy kêu ai? Nãy giờ tôi tắm lợn. Ủa, thầy nói vậy là thầy nói, thầy sao tôi như con heo vậy đó hả? Không, tôi tắm con lợn. Tôi có nuôi con lợn nên nó là thú cưng của tôi. À vậy hả? Tôi bảo nó đứng hai chân lên nằm vật vã ra mà. À, hả? Chứ thầy không phải nói, kêu nói tôi là heo đúng không? Không, tôi không nói bà là heo. Tôi không nói bà là heo, là lợn gì cả. Bà hỏi cái câu này tôi mới đánh giá bà là lợn ấy. Thì làm sao ta? Móc cái đầu óc hơi lợn tí. À, gọi là óc heo đó. Dạ. Thì và đây có việc gì đây? Dạ, dạ xin phép thầy. Cái gì vậy? Đúng rồi. Gì nữa thầy? Sao bà ngồi lên con chó của tôi? Dạ không có ghế không thầy ơi. Không, cái vòng con chó. Hả? Này Lucky, sorry con nhá. Con chết một lần rồi. Con mẹ này con ngồi lên cũng không chết nữa đâu nhá. Dạ dạ. Đi đi con, đi. Đi rồi. Trời, sao nhà thầy vong thâm vậy hả thầy? Đây tôi nói cho cô nghe. Tôi làm pháp sư 35 năm rồi. Dạ. Đấy. Trong nhà này tôi nuôi tất cả các loại vong. Như thế ghê vậy? Này, vong chó, vong mèo này, vong lợn này, vong chim này, gà này. Nói chung là những con vật nào mà người nó bị chết oan, chết ức mà người ta giết nó ăn thịt mà cảm thấy nhất là chó. Không, cái vong đó tôi cũng thấy đó thầy. Thấy ở đâu? Ở ngã năm chuồng chó đó, bữa thấy cái đùi ngon quá định vô ăn. Này, ăn cái đấy là mắc nghiệp đấy nhá. Làm gì mắc nghiệp? Đây, bà thử ăn thịt chó đi rồi xong bà thấy mắc nghiệp nhá. Dạ. Mai mốt thì bà phải nghiệp con chó, bà phải nuôi con chó nhá. Dạ. Xong rồi bà phải dẫn đi nhá. Rồi bà để cái túi ni lông trong này, ở đây có tờ báo này. Xong bà dắt nó đi nhá, tung tăng. Đấy, tung tăng xong rồi nó đi vào gốc cây, nó đứng, rồi bà phải đứng bà rình này. Đấy, khi nào nó đi ra bà phải hốt xong rồi bỏ trong túi, xong bà bỏ thùng rác. Đúng rồi thầy, cái nghiệp đó của tôi đó, giờ tôi nuôi thú cưng tôi chăm sóc còn hơn con tôi nữa mà. Đấy. Dạ. Không nên ăn thịt cầy. Dạ. Cảm ơn thầy nhắc nhở nghe. Ô, cái gì nữa thầy? À, con chim mà hỏi đâu? Mì nó đậu trên cái khăn. Con ơi, xuống được cái trên khăn cô. Trời ơi. Ôi Miu. Cái gì nữa? Sao con cào cái quần của cô? Đây đây đây, tốt. Thôi đi rồi. Nó đi rồi. Tôi đuổi nó đi ngay. Bà mà tuột cái đấy xuống thì cả cái dạp này nôn hết. Đúng rồi thầy ơi. Chứ lõa lồ coi nó kỳ lắm, bận áo dài mà không có quần cái kỳ đó. Nói chung là giờ xúc vật trong nhà thầy nó đi hết chưa thầy? Đi rồi, ngồi xuống đi. Ngồi được chưa? Được rồi. Ngồi đấy được không? Thôi tôi ngồi xuống đây. Ngồi bận áo quần thế này mà ngồi đây hèn lắm. Ngồi dạ. Đây đi. Ngồi đi. Dạ anh chó, anh mèo, anh heo, anh gà cho đi anh ngồi. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, nhà vậy là xúc vật không thấy ghê quá. Dạ. Ôi! Cái gì đó? Nó cắn em ở đây. Không. Bà quên vén cái tà áo, tôi sợ nó nhăn. Ngồi xuống. Thầy làm như thầy me tôi, thầy để ý tôi lắm nha. Thầy để tôi yên 5 phút nha, nãy giờ tim tôi là nó nhói rung động hết trơn rồi đó. Dạ. Dạ. Ê. Dạ. Thế à, hôm nay đến đây để làm gì? Dạ thầy biết, quên giờ mới nhớ thầy biết. Quảng cái tôi quảng ngay chứ con. Sao thầy? Em nói bình thường còn chưa nghe, vừa khóc vừa nói thì chó nghe. Tại thầy hỏi đến gia cảnh em thì em khóc vậy đó mà. Gia cảnh thì cũng vừa vừa ấy. Dạ. Nói không ai nghe gì. Dạ, dạ nói bình thường. Bình thường. Thầy là tôi vô đây là tôi thấy vong xung quanh là tôi nể thầy rồi đó thầy. Thầy bắt vong hay quá. Trời ơi, xin lỗi cô nha. Dạ. Tôi là nổi tiếng một thời. Anh liệt. Gọi hồn luôn mà. Vậy hả thầy? Tôi gọi hồn. Tôi gọi cái hồn nào mà nó ly kỳ không thầy? Này nhá, tôi nói cho cô nghe, tôi làm việc rất là nguyên tắc. Dạ. Cách đây 5 năm, tôi gọi luôn được cả sơn tinh thủy tinh lên luôn. Gọi sơn tinh thủy tinh lên chi? Gọi sơn tinh thủy tinh lên để giãn hòa. Rồi có hòa không thầy? Hòa rồi. Hòa rồi cho nên là không có bị ngập lụt, không có bị này kia nữa rồi. Xạo xạo không, mỗi lần mưa nó cũng ngập quá thì ngập đó thầy. Này, ngập cái đấy là không phải là do thủy tinh nhá. Ủa vậy hả? Là do con người. Con người mắc gì làm ngập? Con người xả rác nhiều quá nó ngập cống ấy.
À, rồi phá rừng nhiều quá, ông Sơn Tinh ông cho nước xuống luôn. Hay quá, đúng rồi. Ấy chứ không phải là ấy đâu. Này, tôi còn là trị được luôn cả, chữa bệnh luôn được cho cả con ma cả tưng đấy. Ma con cả tưng mà nhảy vậy hả? Phim đấy. Ồ, thầy nhảy giống thiệt chứ. Đấy. Nhìn thầy giống lắm. Này. Dạ. Không phạm thượng thế nhá. Dạ dạ. Ôi thầy ơi, mà tại sao con ma nó không đi bình thường, nó phải nhảy cả tưng vậy, mệt này. Con ma đấy nó chôn lâu rồi. Dạ. Nó chôn lâu rồi mà người ta cứ chôn thẳng thế này này thì cơ nó cứng. Thầy bỏ rồi. Đấy. Thầy làm sao? Thế tôi mới chụp cái vòng nó lên xong rồi tôi làm vật lý trị liệu. Thế tôi cho nó đi tập gym. Thế là nó đi hay quá, tôi nể thầy quá. Ma cà tưng mà thầy còn chăm cứu được nó, hay quá. Bởi vì dạo này người ta không có làm ma cà tưng, nó làm mấy ma khác không. Hay quá, tôi nể thầy quá, thầy ơi. Hay quá trời luôn, còn gì để nói nữa. Đấy, thế à, tôi nói thật với cô ấy. Ngày xưa tôi ở Mỹ đó. Dạ. Tôi cũng gọi vong. Dạ. Gọi vong cho người ta. Vậy hả? Đó, cô có dạ xem. Có. Tôi là tôi, người ta giới thiệu tôi mới biết chứ tôi đâu biết thầy đâu. Người ta mở trên mạng, ta nói ngày xưa thầy chụp được cái vong của cái vợ của cái ông mà cái mặt sệ sệ có cái nút ruồi đây nè. Đó, mà chụp được cái vong mà trong khi bả còn sống mới hay á. À, cái đấy là tại vì ông đưa địa chỉ nhầm. Đưa địa chỉ nhầm. Nói thật ra thì trong bao nhiêu năm đấy thì tôi cũng làm ra tiền nhiều lắm. Dạ. Thế rồi đầu tư vào trung tâm nha khoa. Trời đất ơi. Thầy làm pháp sư chưa đủ sao còn mở nha khoa làm chi thầy? Mở mẹ gì? Nói sai chúng nó vả cho rớt răng ấy thì đi làm ấy chứ. À. Người ta đánh gãy răng xong rồi vào nha khoa làm hết. À vậy hả? Anh ra giờ thầy mới về Việt Nam ở đúng không? Ừ. Vậy mới có bước gặp thầy. Dạ. Nhưng mà hôm nay cô đến đây xin lỗi cô này. Có việc gì chứ hôm nay là nói chung là tôi giải nghệ rồi đấy. Ơ trời thầy ơi, đâu có giải nghệ được thầy. Tôi tới tôi nhờ thầy giúp mày giải nghệ chết tôi rồi. Không, tôi quyết định giải nghệ rồi. Giải nghệ? Trong đâu giúp tôi đi thầy. Tôi giải nghệ. Đừng có giải nghệ mà. Tôi phải giải nghệ. Đừng có giải nghệ. Tôi giải nghệ, tôi tính thế này này. Dạ sao? Tôi 35 năm tôi làm nghề, cũng dạ. Là 35 năm là kỷ niệm của Thúy Nga. Dạ. Thế là tôi tính sang Mỹ trở lại để tôi xem chương trình 35 năm Thúy Nga. Thầy ơi, thầy có đi á, thầy cũng giải quyết công chuyện gia đình cho tôi xong rồi tôi cho thầy đi. Tôi thầy đi coi đi qua Mỹ phải không? Đúng rồi. Dạ, đi qua Mỹ là phải có tiền đô chứ thầy. Này. Dạ. Tôi nói cho cô nghe nhé. Dạ sao ạ? Cô đừng lấy tiền cô đập trong mặt tôi như thế này. Tôi không bao giờ thích cái trò này. Không có thầy ơi, thầy cô nói... làm như thế này là sĩ diện của tôi ở đâu? Thầy nói vậy là sai rồi, đó là tiền. Còn cái nào tiền đập vô mặt nó phải sắp như thế này đó. Đập như nè, đập nè. Thấy chân không? Giống như mắt ra cái này mới đập nè. Đập nè, thấy chân không? Đó, cái đó mới đập đó thầy. Này, cô nhờn mặt vừa ấy. Cô đem tiền ra cô đập vào mặt tôi thế này à? Cô tưởng đâu là tôi cần cái này à? Dạ dạ thôi. Cô sao lấy lại thế? mới vừa đùa. Đùa. Tại vì em sợ thầy cầm tiền nó bự quá mệt. Thôi cầm này nó nhẹ nhẹ vậy thôi à. Chắc cái tay. Vàng à? Dạ khỏi cắn thầy. Ừ cái này thì được. Dạ. Vậy thầy giúp hả thầy? Bây giờ tôi giúp cho. Dạ dạ. Tôi giúp về nhanh chóng để tôi còn đi sang Mỹ lại. Dạ. Thế bây giờ gia đình có chuyện gì? Trời ơi thầy, không dám cái chuyện. Đây này, cái mồm lại khóc nữa. Ờ, không. Nói thôi bình thường. Con nhỏ con gái gả lấy chồng mà nó kỳ quá thầy, nó không chịu lấy làm như dông nhập nó. Hồi đó nó ngoan, nó nghe lời tôi lắm. Sao mỗi lần giờ nó nhìn mặt tôi ha, là mấy ngày nay nó nhìn thẳng vào mặt tôi ha, nó chỉ thẳng vào mặt tôi, nó nói bà vừa lùng vừa xấu vừa ác lắm bà biết không, bà vừa lùng vừa xấu vừa ác bà biết không. Ngày nó chửi tôi ba lần như chú đại bi. Thế là bà giận nó chứ gì? Tôi giận lắm thầy ơi. Tôi nói cho bà nghe, vong nhập đó. À, không cần phải vong nhập. Tại sao vậy thầy? Nhá, gặp tôi cũng nói như thế. Nếu bà cao bà đẹp nó đâu có nói bà lùn bà xấu thật. Nhưng mà là con cái, có đứa nào nó dám nói mình vậy đâu. Từ đó giờ tôi nuôi nó hai mươi mấy năm chưa bây giờ nó nói. Bây giờ vong nhập nó mới nói đó. Thế bây giờ bà tin là vong nhập gì? Vong nhập với lại gì nè, nó không lấy á. Bà chồng nó đi về đây mà nó chửi ổng vậy. Ổng về nước xong bảo lãnh tôi. Thế thằng kia bao nhiêu tuổi? Dạ 13. Ôi 13 tuổi ấu dâm à? Là sao thầy? Con bà ít nhất phải hai mấy mà lấy 13. Đâu có, 13 năm nữa là ổng 100.
Thế mà tính ra là 87 tuổi. Dạ, 87 tuổi. Thế sao không lấy bà? Ông không chịu lấy tôi, chứ ông chịu là tôi hốt ông rồi. Ừ, cỡ này 100 tuổi cũng không lấy bà đâu. Nói quá thầy. Tại vì ổng là Việt Kiều cho nên là tôi mê ổng lắm. Ổng lấy cái là đảo lãnh hai mẹ con tôi qua liền. Bây giờ thầy giúp tôi, thầy chụp cái dông ra cho nó đồng ý đi ông. Thế con bà đâu? Dạ con em ngoài kia kìa. Kêu nó vào đây. Con ơi con tôi vô tôi trình với thầy trước thầy. Đây nè con gái tôi nè đẹp quá phải không thầy? Nè con tôi nè. Vô đây con vô. Dạ đây con đất ơi. Dạ. Trời ơi cái chỗ gì mà tối thui như cái động vậy? Hả? Trời ơi nói kỳ vậy con. Cái am của người ta mà nó có động. Làm như mẹ là gái của ông này là khách vậy. Quên, đeo kiến. Ừ, gỡ kiến ra. Trời ơi, cũng tối thui à. Dông nhập cho thầy thấy không? Sáng vậy mà nó thấy tối thui à. Thấy ghê không? Chào thầy đi con. Bỏ đồ ở đây rồi chào thầy. Con tay chào thầy. Ông có dạy tôi ngày nào đâu mà mới bắt tôi kêu ông bằng thầy. Này này, tôi nói cho cô nghe nhá. Không cần phải dạy mới gọi bằng thầy. Có nhiều người học vật vã ra. Đi dạy chỉ có một bộ người thế này gọi bằng thầy thôi. Người nào người ta học gọi bằng thầy thôi. Còn những người như tôi này, chỉ có một tí tẹo của ơn trên cho thôi. Bao nhiêu người phải gọi bằng thầy. Rồi chắp tay, con lạy thầy, con lạy thầy. Thầy đừng lạy con gái. Chả biết con mẹ gì. Dạ, thầy đừng lạy con gái em. Dạ, dạy thầy. Thầy giúp con gái em đi, con gái của em đó. Con gái bà đấy hả? Dạ, con gái em á. Tôi nói bà nghe. Dạ. Con gái bà quá đẹp. Dạ. Gặp cô ấy tôi chỉ có 8 chữ trong một câu thơ để tôi nói về sắc đẹp của cô ấy. 8 chữ. Nói đi thầy. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Hay quá. Con tôi mà 9 tháng 10 ngày ít nhất nó phải lấy miếng máu tôi chứ. Nhờ vậy nó mới đẹp đó. Đấy tôi nói nha. Trong một cây chuối nó đẻ mấy cây con. Dạ. Nó phải giống cây mẹ. Phải giống em chứ. Tôi nói thật với bà. Con bà nó 8 chữ. Dạ. Bà chỉ 4 chữ thôi là đã nói lên được sắc đẹp của bà. Của em giống như là thuốc bắc mà sắc lại vậy đó. Người ta 8 chữ là em 4 chữ, đúng không? Đúng. Quốc sắc thiên hương. Bình thường. Tứ đại mỹ nhân. Bèo. Chim sa cá lặn. Bỏ đi. Chứ là 4 chữ gì? Ma chê quỷ hơn. Má. Cái gì? Con tôi không có bệnh gì hết trơn á. Hả? Má ở đây đi. Tôi đi về. Con mà về hả? Con mà về má đập đầu tự tử liền luôn á. Trời ơi má ơi, con đã nói với má là con không có bệnh gì hết á. Con mà về má cho xe cán á. Xe cán tôi đi xe. Xe cán tôi đi. Mỗi lần á mà con nói tới má cái má đòi chết đòi sống à. Xe cán tôi đi con xe. Con không có bệnh gì hết á. Cán tôi đi. Để, mày cứ để yên đi mày cản làm gì. Để cho xe cán bà đi. Thế giới đỡ một con xấu. Trời đất. Cái gì vậy? Thầy ơi thầy, nó bị nhập rồi đó thầy. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Tôi nhìn bà lâu lắm rồi bà biết không? Đó thầy thấy không? Đó thấy ghê không thầy? Má ơi cái gì vậy? Con bị gì sao tự nhiên con mệt quá? Trời ơi cái dông này nhập vô mà không phải nhông bình thường. Cái dông này làm như là con mệt con cứ ngồi đây đi. Ngồi đây. Thấy không thầy? Thầy ơi, con bị gì vậy thầy? Không con bị sao đây? Cái gì vậy? Tôi nói cho bà nghe nhá. Con này quỷ nhập nó. Không, quỷ là bình thường. Con này phải hơn con quỷ. Hay quá thầy ơi. Nó nhìn vào mặt con quỷ này mà nó chửi được nó phải hơn là con quỷ kia. Pháp này ông đang khen hay chơi tôi vậy cha? Không, cái đấy là tôi nói thật chứ không phải là bình thường. Đúng rồi, tôi nói bà nghe. Bây giờ có cách nào trị nó không? Bây giờ cách trị thì tôi rất là nhiều. Đây, đây. Tất cả những cái này là tôi toàn là trị quỷ. Ờ. Dây thừng này, roi dâu này, ừ. Chổi cha này, ừ. Đòn gánh này, ờ. Đấy, chổi lông gà này, tất cả các thứ. Nhưng mà không ăn thua với cái con này đâu. Bây giờ kiếm cách nào trị nó? Bây giờ phải hiện đại hơn. Đúng rồi. Tôi trục là phải ra. Với điều kiện. Điều kiện gì? Chích điện. Từ đó tới giờ tôi mới thấy á. Nó sợ rồi kìa. Chích điện nó cười là nó sợ đó. Yên tâm, chích điện nó sẽ ra. Bây giờ. Nhưng mà có sao con gái tôi không? Không, nó chỉ ú ớ tí thôi rồi cái vòng nó xuất ra thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ này,
Bà ôm nó lại, bà ôm nó lại đi nha. Con gái ơi, con gái, ra đây mẹ, mẹ nói nghe nè. Mẹ thương nè, ra đây mẹ thương nè. Ra đây mẹ không bây giờ này nha. Nghe lời mẹ, cho mẹ ôm. Lâu quá mẹ không ôm con, mẹ ôm cho lay cái đẹp. Người ta nói là ôm người đẹp nó sẽ lay đẹp nha. Ôm mẹ, mẹ ôm con. Ú tưng mất tưng mất tưng. Mẹ làm cái gì vậy? Ôm mà ôm mà. Rồi, mẹ làm gì vậy? 1 2 3 chích nè, chích. Ôi. Cái gì vậy? Mẹ bị gì vậy? Tạo dáng. Bị gì vậy? Tao có đây, tao muốn đứng dậy. Sao không? Không có bị gì hết trơn á. Nói nghe nè, ông hiện giờ là ông đang chí tao điếc à. Chí tao nhõng tao câu luôn. Tao nha, điện chứ không phải đồ chơi nha. Má có sao không? Ây da. Má bị vào. Má không bị gì hết trơn á. Má muốn ôm tao. Má muốn ôm tao. Chí chí. Trời ơi, má có sao không vậy? Không có cái dòng nào nhập con nhầm cô nội. Trời ơi, ôm mẹ, ôm mẹ, ôm mẹ. Silicon đâu vậy? Ê, sao tôi không có cảm giác gì ông? Bây giờ là bà đã làm quen được với nguồn điện này rồi. Quen ngủ nội tôi chứ quen. Nhờ có miếng mút hộ giá. Trời ơi má. Không ơi. Có. Không có quen đâu. Ông làm ơn ông cẩn thận giùm tôi đi ông thầy. Trời bà. Ông phải cẩn thận. Đây, đây, đây. Má bị gì không vậy? Thầy. Má, bà có bình thường không? Ôm nó vào. Má, bà có bình thường không? Anh Hương, má đừng có làm sợ nha. Anh Hương, anh còn mãi không? Anh ủ con gái. Hả? Anh ủ con gái. Bà mới bảo gì? Ủ con gái. Cái gì? Con lạy mẹ. Con năm nay 73 tuổi rồi. Nửa cái con còn làm không được. Má, chết mẹ. Má, má có sao không vậy? Ê, cha nội nó nói muốn xả hồn. Bà mới bà gì? Tôi nói là ông còn khỏe, ông phụ tôi một cái để ôm con gái tôi lại. Cái mặt ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi nghĩ như con gái bà nghĩ đây. Má bậy quá nha. Ba chết lâu rồi, má hồi xuân phải không? Trời ơi! Mày tầm ba không à? Ba mày mà còn sống hả? Là cái như ông chửi mày á. Nói mày ba không à? Nếu như mà ngày thời xưa làm Tiết Hạnh Khả Phong như má đó, thờ chồng hai mấy năm mà thế nào cũng được trưng cái bảng. Cái gì vậy? Bà! Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, bà độc ác, vừa xấu. Chửi má. Tôi nói cho bà nghe, bà lấy con gái bà ra chỉ là để bà kiếm lợi cho bà thôi. Bà chỉ ham tiền, bà ham tiền bà gái con gái của bà. Ồ, sao giống chồng tôi vậy? Tôi dù có chết tôi cũng trở về đây để tôi bảo vệ con gái của tôi. Minh, ba ai cười vậy? Để qua tán mặt tay. Xuân rồi. Xuân rồi đi à? Ai ai mới vừa nhập vào tôi thế? Chồng tôi mới nhập vô thầy á. Hay quá thầy ơi. Thầy làm ơn nhập lại đi, lâu quá tôi không tán vô mặt ổng, cho tôi tán ổng cái cho nó đã. Này bà chị ơi. Cho tôi tán. Em không điên. Giang em làm mấy lần rồi. Bây giờ em không thích một cái tát vào mà em phải đi làm răng nữa đâu. Cái ông chồng này thiệt, lúc nào ổng cũng nhanh lẹ, làm cái gì cũng lẹ, không bao giờ lâu được hết trơn á tội. Bực quá trời luôn thiệt, bây giờ làm sao thầy? Hả, như mới có điện thoại. Đây này, đây này, trời trời. Trời ơi, nó rung mà còn không nghe nữa. Cái gì? Hả? Chị Thúy hả chị Thúy? Trời ơi ơi. Dạ dạ, rồi em biết rồi, thôi thầy thắp. Dạ chị thắp nhang giùm em nha. Chết rồi con ơi. Cái gì vậy má? Cái ông chồng của con 87 tuổi đó, ông đòi về lấy con. Bà vợ bà đứt con áo bà chết rồi. Có bà bạn bà nhờ bà tới bà phúng biếu mà mới thấy. Ông sáu đời vợ kéo tới đang chia gia tài, bắt đầu về xé tôi luôn. Nay tôi có bà chị bà báo. Đừng có vé. Chị. Ủa nó nghe nè, sao tôi đang buồn mà hai người vé nhau vậy? Bây giờ giải quyết đi. Xin lỗi bà. Hả? Chuyện này á, con bà nó nói tôi hết rồi. Ủa làm sao con? Tôi bị ma nhập mà. Ma nhập khỉ gì? Có bà điên thì có. Bây giờ tôi hỏi bà đây, con mình đẹp mơn mởn này, bà đi gả cho thằng 80 mấy tuổi, bà điên à? Thì tôi nghĩ là qua bển thời gian thế nào nó cũng chết, rồi tôi hưởng gia tài luôn. Hồi nín đi. Nó xấu đời vợ kìa. Có tên bà không? Ê, nó kể cho tôi nghe hết rồi. Ủa con, sao con không nói với mẹ là con kể cho thầy, làm nãy giờ ông vô ông chích điện mẹ muốn giật. Con nói mà mẹ đâu có nghe đâu.
Mẹ ham tiền, mẹ ham đi Mỹ, mẹ ép con lấy ông Việt Kiều. Con đâu có thương đâu, con có người yêu rồi. Sao con nói với mẹ con có người yêu? Tại vì ảnh còn đi học mà ảnh học ở Mỹ á. Hả? Con sợ mẹ không chịu nên con không nói. Ý, hình như ảnh gọi con nè. Alo, anh thấy em không? Em nè. Anh Teo hả? Em nở nè. Trời đất ơi, nó Teo hả con? Dạ. Ngược lại đi, mà con Teo nó nở chứ, nó Teo có làm ăn gì được không? Anh ơi, mọi việc ok hết rồi. Ờ. Mẹ em không ép em lấy ông Việt Kiều nữa. Ờ, quen thế. Ê, ê, Teo. 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 Ê, mày ở bên đấy mà mày quen được con bên này đẹp thế. Mày giống thằng cha mày đấy chứ. Tao là thằng này giỏi. Ê, nó nghe nè, ông là ai mà không biết thằng cha nó? Anh, thôi chút nữa em gọi là anh sau nha. Nha. Hả? Bà hỏi gì? Anh là ai mà biết thằng cha nó? Này, không được gọi là thằng cha nhá, phải gọi là anh cha nó. Ơ, từ đó tới giờ người ta chửi tao nói trời, cái mặt nhỏ y chang thằng cha nó à. Chứ đâu ai nói mặt y chang anh cha. Đặc biệt ở trong ngôi nhà này phải gọi là anh cha nó. Bắt gì tôi phải kêu anh cha? Cha nó đây. Thằng Teo đấy là con của tôi. Anh, con anh đó hả? Hai cha con đẹp y chang à. Con thì Teo, cha thì Quéo. Thấy cưng quá trời vậy đó à. Này gái. Dạ. Anh hỏi gái, gái có nhìn thấy anh chưa mà gái bảo anh Quéo. Nãy giờ thấy đứng Quéo quá. Không, anh đứng thì Quéo thế thôi. Nhá. Anh nằm nó không Quéo. À, nằm thẳng hả? Nằm Quéo. Nằm thẳng ha, nằm thẳng. Dạ. Tôi nói cho bà nghe, xin lỗi bà, con bà gặp ai chứ gặp con tôi thì tốt phúc rồi. Vậy hả? Mà con tôi nó cũng tốt phúc là gặp con này. Con này nó không phải như bà, tính nết nó khác bà nhá. Còn con trai của tôi báo cho bà biết, nó không phải là một đứa bình thường. Nó học đàng hoàng, nó ra đại học rồi, nhưng mà nó ước mơ nó vẫn làm một cái gì đó to hơn. Cho nên nó học còn một năm nữa nó ra trường để nó lấy một cái bằng mà sau này nó có thể kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là cái bằng người ta gọi là tiếng Mỹ, người ta gọi. Có biết tiếng Mỹ không? Biết. Tôi sợ không biết thì nói ra không biết đấy. Này, cái bằng ấy gọi là cái bằng massage. Hay. Trời ơi thầy ơi, master chứ không phải massage. Master. Mẹ về Việt Nam lâu quá quên mẹ tiếng miền Mỹ hết rồi. Chửi tôi cho đã, hỏi tôi biết anh văn không đồ. Tưởng sao quất cái mắt foot massage 15 đồng giờ. Con ông học master là nó ra cử nhân đồ xịn lắm. Đồng ý chứ không đồng ý, tại con tôi nó không nói. Tôi nói cho bà nghe, cái nghề gọi hồn đồ này nọ tôi bỏ rồi. Pháp sư phiêu diêu để treo đây để làm kỷ niệm thôi. Thế bây giờ này, con tôi nó quen với con của chị. Ừ. Thôi vào trong đây. Đi vô ngồi con. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Ê, để xem ngày nào tốt tốt đấy. Ừ. Thì mình lại cho hai bên gặp nhau. Thôi cần mẹ gì xem ngày. Bỏ đi. Cứ mê tín dị đoan như thế này thì không được đâu. Chúng nó lừa, chúng nó ăn hết cả tiền. Đấy đấy, bây giờ thôi ông anh cứ xem đi. Coi coi hai đứa nó ngày nào tốt cho nó có với người ta. Không. Vậy là mẹ chịu hả mẹ? Chịu chứ. Bây giờ này này, sẵn dịp là Tết rồi. Với lại dù gì cũng là một nhà. Ở đây đây vô. Rồi ở đây cũng quẩn lâu rồi, đây đây cũng vô được một cặp. Này, 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 này. Gì nữa? Cái này là phải xem lại nhá. Làm đi xem lại. Xin lỗi bà, đây dù đây không là cái gì nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi tầm thường. Không phải là dai mà dễ dãi như thế nhá. Không có con gái con lứa nào mà gặp dai một hôm mà đi tỏ tình như thế này. Mà cũng không có thằng đàn ông nào mà ừ ngay đâu. Tôi là tôi có cái quyết định của tôi. Tôi có cái sĩ diện của tôi. Phải cho tôi thời gian. Bao lâu? Hai hôm. Mai anh trả lời. Quá cái vồ đặt giả bộ. Rồi bây giờ cứ quyết định. Nãy tôi thấy chích vô vòng ba tôi là tôi nghi rồi. Cứ quyết định như này. Dạ. Cái Tết này thì cho gọi nó về luôn. Ừ. Nó về ăn Tết ở đây. Ừ. Rồi sẵn rồi dẫn sang nhà chị. Ừ. Nếu mà được thì cho chúng nó làm đám cưới luôn. Ừ. Thế là Tết này là mình tam hỷ lâm môn. Ủa làm gì tam hỷ lâm môn? Thì nó với thằng kia một cặp, đây với đây một cặp. Ủa vậy mới có xong hỷ à? Tam hỷ, chẳng lẽ tôi có chữa? Trời ơi má. Bậy nghe. Cái này chích vào đít bà. Chứ đây chưa có gì.
ra đây. Đây này, cái tam hỷ lâm môn là này. Là đây sao? Với đây một cặp, đây với đây một cặp. Tết nữa, vui nữa là phải tam hỷ lâm môn không? Vậy hả? Vậy thôi giờ báo hỷ với bà con, ra duyên mình cưới luôn. Cưới luôn nha con nha. Đêm nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về ầm 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 ầm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi. Alo. Alo. Ừ, tôi đây. Và chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng. Em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À. Vâng. Thế hôm nay chị biết rồi, ôi giời ơi, ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chao nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chao. Vâng. Cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à. Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Dạ. Phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Thế đi đây có việc gì? Dạ vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ. À, con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian, có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn tức là đã có rồi, người ta mới đồn. Hiểu dạ. Không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Dạ. Đây này, tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Dạ. Nghề đấy là nghề của tôi. Dạ. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy, thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma, hèn gì nãy con bước vô đó, con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lại nhà. Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nữa, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt con nghe nhiều người nói lắm rồi. À, thầy gọi hồn được người chết cho nên bữa nay con không có tin, bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất rồi. Nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ê, thế phải có đi phải về. Dạ.
thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi, cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế mà là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được, đúng không? Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq, CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm, anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Nhưng mà này, thế hôm nay anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm. Tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này, tôi nói anh nghe. Tôi, mặc dù tôi nghèo thật, không có gì, thấy không? Không có gì. Bình thường không có gì. Không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô mali, ok? Yeah. Lô mali. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi, rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào. Sao vậy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Con không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nghĩ chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng thôi. Quá thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biếu thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy. Trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex. Chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả thầy? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết. Before đó thì tôi không biết. Nhưng after I low. You low? Yes, I low. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này. Thầy nói con nghe.
Đối với thầy 26.000 đô la nó to thật, nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về, dạy việc thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ô, lại bà đây. Thôi đưa đây gớm. Ừ thôi, thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy, chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp bốn cái này gọi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Người cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Alo. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À, đúng rồi. Ê nhỏ, trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết, nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu bên kia thế giới đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có. Con thầy có nè, thầy đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn một năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Mà bác, thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè, mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Là ông yếu thiệt. Đơn giản chỉ có 4 phát đạn M79 thụng vào ổng mà ổng chịu không nổi. Trời ơi, thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, 4 phát M79 mà thụng cái đầm họ mày ổng chết là hơn đó. Cái gì mà nó mình ổng chịu không nổi. Thôi dẹp đi mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời, mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Gửi lời cảm ơn mẹ con nha. Dạ. Thằng bé nó về rồi à? Dạ, nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi, gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ, với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi. Đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi, khó kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi. Dạ. Gọi hồn lên chồng bà về. Gớm, bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. À, bà hỏi anh ơi,
Thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi, thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Trời thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu có cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu, cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Anh thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi dạ. Thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về, ông ghi làm sao tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc ăn 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy hộ thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ, khấn đi xong rồi thầy đọc thầy tuyên sớ cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
thầy. Coi nó cay mắt quá. Cay quá. Dạ. Tiếp tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Thầy. Ủa thầy, người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang tính mà. Đây mày kêu nó về, mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm, nó mới về chứ. Để ta làm. Trong về nghĩa địa mà ruột đau 9 triệu. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào, tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về, hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này, chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thế nãy giờ thắp bao nhiêu nhang? Đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên ai in tu in nít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó, mặt nó cứ đần thối à. Đúng tên rồi. Đâu có đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Phơ. Phơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tao dịch không sát một chữ nào à? Thế thả lên tao mới đọc kinh phơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. Kinh phơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch Year of the Chicken. Ba tuổi. Xăm chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vần diệu. Trình quán củ chi Việt Nam. Bon the Gucci Việt Nam. Mày đâu không có dấu nguy hiểm thầy. Bỏ. Gia số 2358 trên tờ lộ. Trên tờ lộ, lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112. Hiệp Trung Quốc Huệ Kỳ. Address to 35 Center Road. San Jose City, California 95112. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, American, United of America. Nếu mày thông cảm, ta mới qua có mấy năm đọc không vậy. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give
if my dear come back to me and tell me something happened, why you die, and tell me where are you now. I tell your husband hot sack đem về chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiếng chữ tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây, tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy thầy. Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay, heo quay cho nó hả? Monetizone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy? Cũng muốn lấy ai lấy chứ? Ai biết nó nói mà. Tao chen xỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết mấy cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên linh đình địa linh đình. Cái vườn cái thầy. Josh. Vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một nó lên 4 chữ đa thủy tắc trầm, chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ. Thì bởi thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy thầy chờ con chút. Con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À. Sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha. Bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa? Khỏe linh không gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải không biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Cái gì? Tôi á là muốn kiếm biết xác nó ở đâu hả? Mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa tầm bậy tầm bạ không à? Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Rốt anh. Chứ còn gì nữa? Làm mừng hụt mấy tháng nay à? Mất mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi. Dẹp ngày đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bảo tao dẹp nghề? Bây giờ tao dẹp nghề tao lấy gì tao sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo tao dẹp nghề? Sợ xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300. Ủa? Lấy mẹ luôn 300.
Trời ơi, sao hôm nay tổ chát thế hả trời ơi? Mà Thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấp gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi thế này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi, không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Sửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán một phát là chết bây giờ. Này bảo đây. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quẩy. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi, may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao đông qua gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi, số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé. Cũng là đôi giày số 47. Mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điển ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ủa nhỉ, thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe, gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền, chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo, lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi, luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu có sao. Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hôn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chét xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn.